con vùng đồng bằng sông Cửu Long cần chú ý điều gì trong canh tác lúa để phòng trừ hiệu quả sâu bệnh hại đầu vụ hè thu 2024, nhất là trong thời điểm nắng nóng gay gắt và kéo dài như hiện nay? Những nội dung này sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh phát sóng ngày 12 tháng 5 năm 2024. Phân bón đầu châu, bạn đồng hành của nhà nông.